Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 326, Tiếng Gió Sau một khoảng thời gian qua lại với Tôn Đại Sư và Trường Ninh Sư Thái Lan rộng hơn nhiều, tháp vàng xây vì Thái Hậu Nương Nương cũng đã định ngày lành để khởi công, tín thân vương phi xin hoàng thượng áo mũ và tóc của Thái Hậu Nương Nương cục diện dường như đang nghiêng về phía ngũ vương gia, tưởng thì cũng khá bận tâm tới phủ khang quận vương thương lượng cùng lâm di, nghe nói thuyền buôn ra khơi đã hơn một tháng nhưng vẫn chưa báo tin tức về, đây không phải chuyện tốt. lúc này nếu thuyền buôn xảy ra vấn đề thì e rằng càng bất lợi với hoàng hậu. lâm di nhấp một ngụm trà, cục diện có thể xoay chuyển hay không phải cần tới thiên thời địa lợi nhân hòa. phải biết rằng trên thuyền buôn chờ tới phần nửa quốc khổ chỉ cần một chút sơ suất sẽ không chi tổn hại tới vận mệnh quốc gia mà còn làm chấn động xã tắc. Chiến sự ở Tây Bắc, Mông Cổ, Miêu Cương đều cần số tiền lớn, nếu thiếu số tiền này thì lương thực, vũ khí chuyển ra biên cương sẽ không còn nữa, đội quân đông đảo cũng suy yếu dần. Bao nhiêu năm Hoàng thượng lặn lội phương Bắc, áp chế Mông Cổ, đánh tan Miêu Cương, e rằng cả sự nghiệp vĩ đại sẽ bị hủy trong chốc lát. Nhưng chuyện này cũng chỉ đành chờ tin báo không thể làm cách nào khác. Tưởng thị ngồi trong phòng Lâm Di một lát, nhìn thế tử ra trong lòng Lâm Di, khẽ nói, cũng may quận vương gia là nhân tài đắc lực của Hoàng thượng, nói không chừng tới lúc đó còn có thể đưa ra ý kiến. Lời này ai dám nói, gần vua như gần cọp, một lời nói cũng dẫn tới thay đổi to lớn. Tiễn tưởng thị về rồi, nhân ngữ thu tiên sinh báo tin qua đây, Lâm Di giao phong thu hồi đáp cho cùng ma ma. Nói một tiếng với tiên sinh, nếu có tin tức ta sẽ lập tức báo cho người, người không cần quá lo lắng. Đến khi Chu thập Cửu từ nha môn về nhà, Lâm Di ra đón, hai người tới phòng trong đổi y phục. Lâm Di nhỏ giọng hỏi, thế nào, có tin tức gì chưa? Chu thập Cửu lắc đầu, vẫn không có, Triều đình sai người ra khơi. Tin tức liên tiếp truyền vào kinh nhưng không có tin về đội thuyền buôn lần này đội thuyền buôn triều đình rời bến, dự tính tháng 7 sẽ hồi kinh. Bây giờ còn chưa có thư đáp lại, chỉ e rằng đã thật sự xảy ra chuyện rồi. Cướp biển vốn hung hăng ngang ngược, thủy quân triều đình mở đường tuy đã ổn thỏa, nhưng khí hậu trên biển thay đổi thất thường, thủy quân có thể để tâm được tới những vị trí chủ chốt hay không vốn là vấn đề lớn nhất. Lâm Di lo lắng nhìn Chu Thập Cửu, làm sao bây giờ? Chu Thập Cửu lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi tin tức, chúng ta không còn cách nào khác, trên biển. Ta không thể đoán được, có một số việc không nằm trong tầm kiểm soát. Sắc mặt Lâm Di âm trầm, chẳng lẽ phải dựa theo ý trời thật sao? Chu Thập Cửu kéo tay Lâm Di, ôm nàng vào trong lòng, đừng nóng vội, dù cho xảy ra tiêu diệt được hết toàn quân, chỉ có thể nghĩ như vậy. Chuyện gì cũng không thể Chu Thập Cửu và Lâm Di ra khỏi phòng trong, phòng bếp bắt đầu bày bữa tối. Lâm Di vào phòng ôm con trai ra, nhụ mẫu đứng một bên mim cười, kỹ thuật ôm con của quận Vương Phi càng ngày càng tiến bộ đấy à. Thế tử gia thích nhất là được quận Vương Phi dỗ dành. Nói đến đây thật sự có hơi kỳ lạ, ban ngày nàng nghỉ ngơi trong phòng trong, con trai đặt bên cạnh. Gương mặt đứa bé vẫn luôn hướng về phía nàng, đôi mắt trong veo kia cũng nhìn nàng chăm chú không chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn trúng chím như thế muốn trò chuyện cùng nàng. Chu Thập Cửu củi đầu nhìn đứa bé trong lòng Lâm Di. Bây giờ đứa bé không còn cứ gặp chàng là khóc nữa, nhưng cũng không vui vẻ như nhìn thấy Lâm Di. Dù sao cũng là nàng mang nặng 9 tháng 10 ngày, nếm bao đau khổ mới sinh được đứa bé ra, nàng chiếm ưu thế cũng là phải. Quất Hồng bùng trà nóng lên. Chu Thập Cửu lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy nhỏ, đặt trước mặt Lâm Di, trưởng bối trong Tôn Thất Doanh đặt tên, nàng xem xem có thích không viết hơn 10 dòng chờ bọn họ chọn. Tôn thất doanh truyền mấy đời, những chữ dễ nghe đều đã bị dùng hết, hiện tại phải tranh những chữ đó mà lại vẫn mang ý tốt, đọc phải thuận miệng, quả là không dễ dàng. Ngạn, tự, huy, dục, lâm di chọn vài chữ đọc lên, đều cảm thấy tạm được, tuy nhiên không phải quá hay, tên trưởng bối chọn không thể sửa đổi, nhất định phải chọn sao cho thật vừa ý. Chu thập cửu cười nói, chọn xong rồi ta đi nói với trưởng bối. Chuyện này đều giao hết cho nàng, chuyện đặt tên cho con cái đều do đàn ông trong nhà đảm nhiệm, phụ nữ chỉ đứng cạnh đưa ý kiến thôi. Lâm Di kinh ngạc nhìn Chu Thập Cửu, quận vương gia cảm thấy tên nào hay à? Chu Thập Cửu mím cười, đều hay cả, chỉ cần nàng thích. Lâm Di nhìn ảnh cửa nhảy múa trên ngọn đèn dầu, không riêng gì ta thích, ta cũng mong quân vương gia thích nữa. Ánh mắt Chu Thập Cửu khẽ lay động, Nguyễn Nguyên không biết sao, nàng thích chính là ta thích. Tên nàng đặt chắc chắn sẽ dễ nghe, nàng vui vẻ, lòng ta cũng vui lây. Chu Thập Cửu kéo tay Lâm Di, lòng nàng như thể được sưởi ấm. Ngày hôm sau, Lâm Di vẫn chưa nghĩ xong nên lấy tên gì mới hay, trong cung đưa tới đồ Hoàng thượng ban tặng, vàng bạc châu báu, còn có tên cho đứa bé là Huy, quân tử chi quang kỳ huy cát dã kinh dịch tài đức mà đã như hào quang trói lọi thì làm gì mà chẳng tốt. Bàn thưởng tên này là mong đứa bé luôn được ảnh dương soi tối. Hoàng thượng ban tặng danh tự như vậy đúng là yêu ái phủ khang quận vương. Lâm Di cười tới ôm Huy Ca, mang chú kỳ cân nhỏ hoàng thượng ban đeo lên cổ Huy Ca. Chu lão phu nhân nghe được tin tức, được hoàng thượng tín nhiệm, ban tên là chuyện không dễ dàng. Thân ma ma nói, lão phu nhân nói lần trước đồng gia kim chân quận vương gia không ngờ rằng lại. Ngọc kép, chu lão phu nhân lần chuỗi chàng hạt trong tay, lâm di có vui không? Thần ma ma ngẩn ra, hoàng thượng ban thường không ít, chắc chắn phải vui rồi à? Nói rồi bà ta cầm sữa dê trong tay đặt lên bàn nhỏ trước mặt chu lão phu nhân. Vậy cũng chưa chắc, chu lão phu nhân không hề ngước mắt, tay vịn bàn nhỏ trên giường, chuỗi chàng hạt trên cổ tay đập vào mặt bàn tạo ra âm thanh lanh lành, nếu như thuyền buôn về rồi thì thôi nếu như không về được thì võ tướng chủ trương thiết lập thủy quân, bỏ lệnh cấm biến chẳng phải không khác gì với thường gia hại đội thủy quân Phúc Kiến bị diệt hết toàn quân hay sao? Thiên tử trước giờ không sai, sai cũng là do thần từ phía dưới. Hoàng thượng từng rất nề trọng thương gia, kết quả thương gia lại nhận kết quả nhà tan cửa nát. Hai mắt thân ma ma lóe sáng, ý người là, ngọt kép, thuộc phi nương nương và ngũ vương gia đang hỏi thăm khắp xung quanh người chỉ cần nhớ kỹ những chuyện của phủ quận vương ta, tương lai ắt sẽ có người hỏi tới. Thân ma ma gật đầu đã rõ. Đến buổi chiều, nhân ngữ thu tiên sinh vào phủ gặp Lâm Di, nói khoảng hơn nửa canh giờ, nhân ngữ thu vội vàng rời phủ, đúng lúc va phải thân ma ma trên đường. Thân ma ma đỡ nhân ngữ thu, đúng lúc thấy đôi mắt sưng đỏ của nhân ngữ thu. Đây là dáng vẻ vừa mới khóc, thân ma ma muốn nhìn cho kỹ nhân ngữ thu lại giơ tay áo che đi. thân mama lướt nhanh như một làn gió vội tới báo tin. nhân gia trước nay vẫn có quan hệ tốt với lâm di, bây giờ thuyền buôn vẫn bặt tin, lâm di chắc chắn sẽ hỏi thăm giúp. xem tình hình nhân ngữ thu bây giờ có lẽ đã hình dung được ra kết quả rồi. Thần mama đi nhanh tới mức thở gấp, lập tức hít vài hơi rồi suy đoán. mấy ngày nay tưởng thị nhân ngữ thu lần lượt tới cửa quận vương ra cả ngày bận rộn công chuyện bên ngoài theo như nô tỷ đoán đội thuyền buồm triều đình tám phần là gặp phải chuyện vui rồi lời thân ma ma vừa thốt ra nha hoàn bên ngoài hô to quận vương phi và nhị thái thái tới lâm di và quách thị cùng nhau vào cửa thân ma ma cố tình nhìn lâm di với vẻ ẩn ý vẫn là ý cười thường trực như cũ không có chút buồn bã nào lâm di quay đầu ra hiệu cho nha hoàn bên người nha hoàn lập tức dâng chiếc đĩa hoa tám màu lên, trên mâm là ba quả đào hồng. Lâm Di nói, vốn là không có những phủ nội vụ lại đưa tới một đĩa, dâng cho lão phu nhân nếm thử à. Nói rồi, nàng ngồi vào chỗ ngồi, Quách Thị cũng lên hành lễ rồi ngồi xuống. Hai người cười cười nói nói như thể chị em dâu vô cùng thân thiết. Quách Thị nói, bây giờ không phải mùa đào, dù muốn mua cũng rất đắt. Chu lão phu nhân nhìn quả đào, cười hiền tư đào rất ngon nhưng thân thể ta bây giờ không thoải mái có ăn cũng không vào vậy thì các con ăn đi ta lớn tuổi rồi không như các con thích thức đồ mới mẻ phủ nội vụ tặng đồ tới đây đương nhiên phải mời trưởng bối trước chỉ là đúng lúc quách thị tới phủ thăm bệnh nên mới cùng nhau qua đây nói chung là vì muốn xem nàng thế nào lâm di ngồi một lát mới đi chu lão phu nhân nhìn quách thị lâm di hỏi ngươi cái gì Quách Thị nhỏ giọng nói, không có gì đặc biệt à? Chỉ là nói về chuyện xây tháp vàng cho Thái hậu nương nương, còn nhắc tới chuyện lần trước Trường Ninh sư thái tới phủ khang quận vương, muốn nhờ Trường Ninh sư thái tới xem bệnh cho người à? Xem bệnh cho bà sao? Chu Lão phu nhân thầm cười lạnh, Lâm Di chỉ thăm dò ý từ Quách Thị thôi. Chu Lão phu nhân nói, rồi người đáp lại thế nào? Quách Thị vội vàng lắc đầu, những chuyện con biết cũng không nhiều chỉ biết là trường ninh sư thái rất lợi hại, gần đây chữa khỏi bệnh cho không ít người trong tôn thất doanh. Sở dĩ người mang bệnh là do nhân quả họa phúc mà có, chỉ cần tiêu trừ tai họa có thể giữ được bình an, cho dù bệnh tình không khá tên nhưng cũng có thể tiêu tan bớt nghiệp. Lâm Di về lại trong phòng, nhờ Quất Hồng mang khung thiêu và kim chỉ tới, theo thùa được một lúc, cùng Mama vào cửa nói tin tức quân sự tiền viện vừa bảo cho Lâm Di nghe nghe nói trong cung có vị nương nương không khỏe, muốn mời trưởng ninh sư thái tiến cung khám, không biết là thật hay giả à. Lâm gì nhớ tới lời quách thị vừa nói, bây giờ xem ra là sự thật, có người muốn lợi dụng trường ninh sư thái để khơi nguồn trận phong ba này. Bây giờ tất cả đã chín mùi, đến lúc làm mưa làm gió rồi. chương 327, Hồi Kinh Trường Ninh Sư Thái ngày càng nổi danh trong kinh thành người xin Sư Thái làm lễ cúng giúp ca ca tăng lên. Trong thời gian một tháng mắn ngủi, Sư Thái đã xem qua không ít chứng bệnh. Một nữ tu không tính là có danh tiếng mà trong chốc lát đã trở thành đại sư, đúng là tu thành chính quả. Nhũ mẫu ôm Huy Ca tới, Huy Ca chờ mình trên giường nhỏ của Lâm Di. Lâm Di đang hỏi tình trạng uống sữa của Huy Ca, nhìn thấy cảnh này cũng khựng lại. Nhụ mẫu vô cùng kinh ngạc, ban nãy trong phòng cậu bé còn chưa biết xoay người, đến chỗ của quận Vương Phi đã. Thể tử ra vừa nhìn thấy quận Vương Phi là đã phân khích rồi. Trẻ con đầu hiểu những thứ như vậy, Lâm Di nhìn giường nhỏ, có lẽ do giường này của ta khá êm, trời nóng rồi, cho người thay ga giường đi thôi. Huy ca rất thích chơi trong phòng Lâm Di, mở to hai mắt nhìn khắp xung quanh, Lâm Di nhìn nhũ mẫu, về sau thường xuyên bể Huy ca tới đây đi ở đây rộng rãi, thằng bé rất thích. Nhũ mẫu lập tức gật đầu đồng ý. Lâm Di bể huy ca lên, quất hồng cầm mấy cành hồng vừa chiết từ nhà kính trồng hoa, vội vàng bước tới. Huy ca nhìn thấy thế thì run người. Lâm Di cười đang định hỏi Huy ca nhìn hoa có đẹp hay không thì Huy ca đã hắt xì một cái thật to. Nhũ mẫu bên cạnh vội nói lời cầu may mắn, 100 tuổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều cười vui vẻ. Cũng Mama vén rèm bước vào phòng, nhìn thấy hoa trong tay quất hồng, cập tức gấp gáp hẳn lên, thế tử ra vẫn còn ở đây thì không thể bày hoa, trẻ con mà ngắm hoa thì rất dễ phát bệnh sơi. Đây là ý kiến gì vậy? Lâm Di cười nói, hình như Huy ca rất thích những thứ màu sắc rực rỡ, cứ bày đi, đợi tới khi thằng bé không nhìn nữa thì bày thêm ra. Cùng mama nói, vậy thì cầm xa xa một chút. Cầm xa thì Huy ca sẽ không nhìn nữa mắt của trẻ con đầu giống người lớn. Cũng mama cũng chỉ vì muốn tốt cho Huy Ca, ngộ nhỡ Huy Ca thật sự sinh bệnh thì cái được không bù nổi cái mắt, lâm di để quất hồng cắm hoa đặt bên bệ cửa sổ. Lúc này, cùng mama mới bẩm báo, bên phủ Quảng Bình Hầu cho người tới báo tin, rằng phu nhân hồi kinh rồi, muốn tới thăm quận Vương Phi A. Lâm di giao Huy Ca cho nhũ mẫu, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, tiểu tiêu thị mới cho người báo tin với nàng. Nói là trong dòng họ muốn mở trường học, tông trưởng mời cha hỗ trợ chọn thầy giáo, phải mấy tháng nữa mới về. Lâm Di phân phó cùng mama cho người tới phủ Quảng Bình hầu một chuyến, ngày mai ta sẽ tới thăm mẹ. Làm sao có thể để trưởng bối tới cửa thăm vãn bối cơ chứ? Cùng mama lên tiếng, đi một lát rồi quay lại, Quảng Bình hầu phu nhân đã tới, xe ngựa đã dừng ở cửa thủy hoa. Nhanh như vậy sao? lâm di phân phó linh lung thay giày vải ra ngoài tiếp đón tiểu tiêu thị đã đi vào trong sân tiểu tiêu thị mặc bộ y phục màu hồng cánh sen thiêu hoa mẫu đơn đi giày vải vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng sắc mặt vẫn rất tốt hình như còn béo lên so với lúc đi lâm di và tiểu tiêu thị ngồi xuống sao mẹ không viết thư trước để con đón tiếp cho chu đáo tiểu tiêu thị mím cười thế tử ra đâu rồi nghe nói con sinh ta đứng ngồi không yên dù nằm mơ cũng mơ thấy thể tử ra, lão thái thái cũng khuyên ta ngày mai hắn quay về, nhưng ta không chờ nổi nữa rồi. Đã đi một đoạn đường xa như vậy, còn so thêm mấy bước làm gì? Lâm Di phân phó quất hồng, bảo nhụ mẫu bể huy ca tới đây đi. Tiểu tiêu thị mỉm cười, ta nghe nói hoàng thượng ban tên cho thằng bé. Lâm Di gật đầu, bể huy ca từ trong lòng nhụ mẫu ra. Không thể bị như vậy được, làm như thế này. Tiểu tiêu thị lập tức kéo tay Lâm Di đặt lên cổ Huy Ca, ôm như vậy xương cốt của trẻ con mới phát triển bình thường. Huy Ca đã có thể ngừng đầu, có thể chờ mình, chỉ cần dùng tay che chắn một chút là được, mấy hôm nay nàng đều bể thằng bé như vậy. Tiểu tiêu thị không ngừng của trách Lâm Di, cuối cùng vẫn là tuổi nhỏ chưa hiểu hết được, ta nhìn là biết con ít khi bể thằng bé, ngày thường toàn giao cho nhũ mẫu. Nhũ mẫu tái mặt, rất sợ bị của trách không dạy quận vương phi bế con sao cho đúng cách là lỗi của nhũ mẫu. Người ta thường nói người lớn trong nhà thường rất thương con trẻ, bây giờ Lâm Di mới lĩnh hội được điều này. Nhất là với tiểu tiêu thị chỉ mới sinh bát tỷ, luôn cảm thấy Lâm Di tay chân vụng về, sợ nàng làm đau Huy Ca. Tiểu tiêu thị ôm Huy Ca không rời tay, Lâm Di sợ bà mệt mỏi, mẹ vẫn nên nghỉ ngơi một lát đi à. Tiểu tiêu thị lắc đầu, chồng Huy Ca rất giống quận vương gia lâm di hé môi cười mẹ là người đầu tiên nói vậy đấy ạ à? mọi người đều nói thằng bé giống con không giống con lắm tiểu tiêu thị nói khi còn bé con cứ như cục bột vậy hai mắt to tròn long lanh thế tử ra mắt xích. sau này lớn lên sẽ giống quận vương ra tiểu tiêu thị ôm tới khi huy ca ngủ rồi mới giao thằng bé cho nhụ mẫu lâm di hỏi về trần doãn viễn cha thế nào rồi ạ à? về trong tộc đã quen chưa ạ à? quen rồi nói đến đây tiểu tiêu thị cười rộ lên trên đường về huyện tam hà thì vô cùng không tình nguyện nhiều lần muốn quay đầu hồi kinh ta vất vả lắm mới khuyên nhủ được về tại tộc rồi thì lại bất đồng người trong tộc tìm ông ấy xin giúp đỡ nhiều lắm ngày nào cũng bận rộn đến ta cũng khó gặp ta thấy còn bận hơn so với hồi ông ấy tại chức ở kinh thành mấy ngày trước ta gửi thư cho con là qua hai tháng chờ cha con rảnh rỗi rồi hai người chúng ta cùng trở về bây giờ ta thấy đừng nói là cả tháng nay ông ấy không rảnh rỗi có thêm nửa năm nữa vẫn cứ bận bịu vậy thôi thật ra lâm sương đã từng viết thư cho nàng báo tình hình của cha rồi nàng nhờ lâm sương giúp đỡ tìm chút việc trong tộc cho cha làm không ngờ không cần tới lâm sương và cắt ra nhúng tay vào mọi người đã tự động tìm tới cửa lâm di nói mấy ngày nữa mẹ phải về rồi sao ạ à? tiểu tiêu thị lắc đầu nụ cười chợt tắt ta cho cha con nạp thêm thiếp thất ở lại trong tộc chăm sóc ông ấy. tổ mẫu con lớn tuổi rồi, ta ở xa cũng không yên lòng. nói xong lời này, tiểu tiêu thị cười bất đắc dĩ, đôi mắt cũng không sáng ngời như lúc nhìn thấy đứa bé nữa. cha vẫn luôn không nạp thiếp, không ngờ khi các quan về hưu rồi lại nạp. phụ nữ chính là như vậy, phải chăm sóc trưởng bối và con cái, còn phải phụng dưỡng phu quân nếu có ngày hai việc đó xung đột với nhau thì phải tìm cách sao cho vẹn cả đôi đường lúc đó người chịu uất ức sẽ là phụ nữ nên phải luôn dạy con gái hiền lương thực đức tiểu tiêu thị không muốn bàn luận thêm về chuyện này hỏi lâm di ta nghe nói tình hình trong kinh không ổn lắm cha con tránh được rồi thì quận vương ra nên cẩn thận hơn lâm di gật đầu mẹ an tâm đi ạ à? tiểu tiêu thị thở dài nghe nói người nhà bên kia cũng rất buồn sao mới chi trong thời gian ngắn mà xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi. Hai người vừa nói tới đây, cùng mama vội vã vào cửa, trước hành lễ với tiểu tiêu thị và lâm di, rồi mới ghé gần vào lâm di bẩm báo, quân sự trở về rồi à, nói là đã nhận được tin tức của thuyền buôn triều đình. chương 328, Lá Bùa Lâm Di nhìn về phía cùng Mama, lát nữa để quản sự cùng Mama gật đầu đồng ý. Tiểu Tiêu Thị cười nói, ở trong tộc Ta cũng thử không ít loại trà mới, không biết có phải do nhàn rỗi hay không mà dạo này ăn uống không ngon như bình thường nữa rồi. Nói rồi, bà ghé chung trà vào gần, ngửi thử, mùi hương rất thơm mát, không cần nếm cũng biết là trà ngon. Lâm Di cười hỏi Lâm Sương, mẹ con hại nàng ấy sao rồi à? Tiểu Tiêu thị nói, trước thì phải chịu khổ nhiều nhưng khi sinh lại thuận lợi hơn con, chỉ là nhũ mẫu mới tới không tốt, đứa bé ăn không quen lại nôn ra. Mời đạo sĩ tới cung bái hành lệ xong thì ổn hơn rồi. Bây giờ Lâm Sương tự mình chăm sóc con, không giao cho ai hết, buổi tối còn bắt Cát Khánh Sinh ra phòng ngoài ngủ. Ta khuyên Lâm Sương đừng chỉ chăm chăm vào chuyện con mà thờ ơ với Cát Khánh Sinh. Con người Cát Khánh Sinh không tệ, thế mà lại bị ngủ phòng ngoài, đầu được sung sướng đâu. Lâm Sương và Cát Khánh Sinh đã cùng trải qua nhiều gian khổ như vậy, sẽ không vì những chuyện lặt vặt này mà là tổn hại tới tình cảm có thời gian thì con nên khuyên bảo lâm sương đi tiểu tiêu thị khẽ nói cắt gia không làm gì có lỗi với con bé con bé cũng nên quý trọng cho dù quận vương gia cứu cát khánh sinh hai lần nhưng cắt gia cũng là vì trần gia nên mới sinh ra tại họa như vậy ta không nói quá nhiều đạo lý nhưng chín qua hóa nẫu không thể cứ nói mãi chuyện xưa kia lâm di ngẫm nghĩ thật kỹ những lời tiểu tiêu thị nói nghĩ lại lâm sương gửi thư cho nàng đều chỉ kể chuyện vui Cát Khánh sinh đối xử với nàng càng ngày càng tốt. Trưởng bối nhà họ Cát cũng che chở bảo vệ nàng, mẹ nói như vậy nghĩa là trong tộc đã biết hết chuyện trong kinh rồi sao ạ? À? Tiểu tiêu thị gật đầu. Nói cách khác, họ đã biết Lâm Sương không quản ngày đêm chăm sóc Cát Khánh sinh, Cát Khánh sinh mới có thể tỉnh lại. Tiểu tiêu thị nói, Cát Khánh sinh vẫn rất khách khí với chúng ta, Lâm Sương hài lòng nhưng ta thấy quan hệ xa cách không ít. Dù sao vẫn là trưởng bối, nhiều tuổi nhiều kinh nghiệm lâm sương chắc chắn có chỗ không thỏa đáng lâm di gật đầu để con viết thư khuyên lâm sương nên chú ý nhiều hơn tiểu tiêu thị nói đều là con cháu nhà mình ta không đành lòng nhìn sau này con bé phải chịu thiệt hai chị em các con từ trước tới nay vẫn thân thiết lời con nói chắc chắn nó sẽ để tâm nói xong lời này tiểu tiêu thị mỉm cười mấy hôm nữa trong nhà tổ chức yến hội khách mời đều là người nhà họ tiêu còn có thời gian thì tới tham gia càng đông người càng náo nhiệt tiểu tiêu thị cười sâu xa lâm di nghĩ tới hôn sự của ca ca mọi người tù chung một chỗ có lẽ để tổ mẫu nhìn một lượt đây tiểu tiêu thị đã thu xếp hôn sự rồi bây giờ đã tới lúc định ngày tháng lâm di đồng ý tiểu tiêu thị đã hơi mệt mỏi muốn đứng dậy về phủ quảng bình hầu lâm di tiễn tiểu tiêu thị tới cửa thủy hoa trên đường về phủ cùng mama khẽ nói, nô tỳ gọi quản sự ra bẩm báo à. Lâm Di gật đầu, vào gian phòng phía đông, lát sau, cùng mama đưa quản sự vào, đứng cách tầm bình phong. Quản sự nhỏ giọng nói, quận vương gia nói, thuyền buôn triều đình gặp sóng to gió lớn, lại gặp cướp biển, đội tàu bị đánh tan, rất nhiều đội nhỏ không rõ tung tích. Điều này giống với lời đồn bên ngoài, quốc khố của đại chu đều chôn sâu dưới đáy biển lâm di đang ngẫm nghĩ quất hồng tiến vào hành lễ thân ma ma cho hạ nhân đi mời lang chung nói lão phu nhân ăn uống không vào đã nôn mấy lần lâm di nhìn cùng ma ma chúng ta qua xem thử mấy người vào tam tiền viện vừa vén rèm lên đã ngửi thấy mùi thiêu thối chu lão phu nhân vừa nôn xong đang được nha hoàn hầu xúc miệng nhóm ma ma vào nhà đổi ga giường đã bẩn sắc mặt chu lão phu nhân vàng vọt không thể cử động mạnh được Lâm Di đứng cạnh giường Chu lão phu nhân hỏi: "Người không khỏe sao ạ?" À? Chu lão phu nhân há mồm, hơ hơ tay. Thần ma ma tiếp lời, cũng không biết vì sao mà cử nên suốt ạ. À? Lâm Di nói: "Có phải người ăn phải cái gì rồi không?" Thần ma ma nghĩ kỹ lại, chỉ ăn một bát cháo và ít điểm tâm, không thêm gì nữa, buổi tối bày cơm nhưng người không ăn. Lâm Di nhìn cùng ma ma: "Có phải giống loại cháo dâng cho ta không?" còn có một đĩa bánh hoa nữa. Cùng mama nói, đều là đầu bếp trong nhà bếp làm à. Mọi người đều ăn trong cùng một nồi, nàng cũng ăn, không thể nào một mình lão phu nhân bị ngộ độc được. Tiểu nha hoàn bên cạnh nói, lão phu nhân còn ăn một quả đào nữa à. Nhà hoàn dâng quả đào đó lên. Lầm gì nhíu mày, bởi vì quả đào này sao? Đào này là do phủ nội vụ đưa tới, ta chỉ để lại hai quả cho quận vương ra còn lại đều cho hết để mọi người thay đổi khẩu vị nửa tháng nữa mua được rồi sẽ không còn gì mới lạ nữa đúng như bình thường thì đồ của phủ nội vụ ban thường thì nói rồi nàng phân phó quất hồng cho người hỏi quận vương gia xem sáng nay quận vương gia có ăn đào hay không quất hồng còn chưa đáp thì chu lão phu nhân đã xua tay không phải do quả đào là thân thể ta không khỏe bị cảm lạnh để cho lang trung xem uống thuốc là đỡ. Không cần rầm rộ lên như vậy, thân ma ma đỡ lão phu nhân tựa vào gối, người cố chịu một chút, lang trung sắp tới rồi à. Lâm Di nói, để ta cho người cầm lệnh bài vào thái y viện, mời ngày xem mới tốt. Thân Mama lập tức nhìn Lâm Di. Chu lão phu nhân thở dài, gật đầu, nôn ra rồi thì đỡ hơn nhiều. Một lúc sau, ngày đã tới. Nhìn ngự y bắt mạch, kê thuốc giận liều lượng, cách sắc thuốc rồi Lâm Di mới trở về nhịn viện. Ân gian khi đến cho hết để mọi người thay đổi khẩu vị. Nửa tháng nữ thân ma ma đứng cạnh giường chu lão phu nhân để tiện chăm sóc, nô tỳ cảm thấy nguyên nhân nằm ở quả đào. Cái gì mà lạnh bụng chỉ là do ý quận Vương Phi mà thôi, hay để ngày mai mời lang Trung tới hả? chu lão phu nhân không buồn nâng mắt, phủ nội vụ ban thưởng đào, mọi người đều không có việc gì, mỗi ta khó chịu, để tin này lan ra thì sao? không ăn là đúng rồi. Nói rồi bà ta lại chợt thấy đau bụng, nhíu mày. Thân mama lập tức đi lấy ống nhổ tới. Sáng hôm sau, tiễn chu thập cừu tới nha môn. Lâm Di gọi cùng mama tới, bệnh tình của lão phu nhân sao rồi. Cùng mama nói, vật vã một đêm, nô tỳ tới hỏi thì thấy lão phu nhân đã kiệt sức. Lâm Di lập tức dẫn theo cùng mama đi thăm chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, sắc mặt còn xấu hơn hôm qua. Lâm Di ngồi trước giường Chu lão phu nhân, uống thuốc của thái y viện cũng không khá lên à, nếu không thì mời Lang Trung tới xem bệnh một chuyến à? Chu lão phu nhân lắc đầu. Lâm Di chợt nhớ tới một chuyện, để con cho người đi mời Trường Ninh sư thái tới viết bùa chú cho lão phu nhân, nhiều người trong tôn thất danh mắc bệnh đều dùng cách đó để chữa khỏi đấy à. Thân ma ma đứng bên cạnh khẽ nhếch môi, vẻ kinh ngạc chu lão phu nhân nhìn lâm di kinh quận vương phi đưa trường ninh sư thái tới cửa lâm di luôn ra vẻ không tin sao bây giờ lại có ý định mời trường ninh sư thái tới rốt cuộc trong hồ lô của nàng chứa cái gì chu lão phu nhân không nói lời nào lâm di nói tiếp việc này không thể chậm trễ mai con cho người cầm lệnh bài đi mời trường ninh sư thái chở lâm di đi rồi thân ma ma tiến lên phía trước nói quận vương phi như vậy là muốn cái gì đột nhiên thân mật hẳn lên với lão phu nhân sao lão phu nhân đồng ý được lão phu nhân không thể không đồng ý nếu lão phu nhân không tin thì sao có thể tới tín thân vương phủ nghe kinh phật lâm di đoán chắc bà sẽ không từ chối nên mới nói vậy chu lão phu nhân tẳng hắng rồi nói không gấp gáp ngươi cứ quan sát cẩn thận xem nàng ta muốn làm cho gì trường ninh sư thái bình thường hay ra vào tín thân vương phủ sao có thể để cho lâm di sai bảo được thân ma đồng ý tới buổi tối người phải đi sáng hôm sau lâm di đưa trường ninh sư thái tới trước giường lão phu nhân trường ninh sư thái và lão phu nhân chào hỏi vài câu khách khí lại bàn thêm về kinh vật rồi mới ra khỏi phòng lâm di tiến lên hỏi sao rồi ạ à? sư thái đã chữa bệnh cho người chưa trường ninh sư thái ngẫm nghĩ một lát e rằng thân thể lão phu nhân tương trùng với quý phủ nên mới bị như vậy nói rồi bà ta tỏ vẻ cấm kỵ mà dừng lại, ánh mắt bí hiểm. Đây là ý gì? Trường Ninh Sư Thái không nhắc lại nữa, ta đã vẽ một lá bùa đặt dưới giường lão phu nhân, ba ngày sau dùng ba thước vải đỏ chùm lên mà đốt bỏ có thể loại trừ bệnh khí. Lâm Di mời trường Ninh Sư Thái tới nhị tiến viện để trả tiền nhang đèn. Hai trăm lượng bạc được gói kỹ trong tấm vải đỏ, trường Ninh Sư Thái không nói gì mà nhận luôn, để lại một lá bùa, nói qua loa rồi lập tức rời đi. Lâm Di hỏi thêm, sư thái nói tương trùng với phủ là có ý gì? Trường Ninh sư thái cụp mắt, chi là bẩn ni nói tung tung thôi. Nói cung tung, Lâm Di cảm thấy buồn cười, sư thái có lời gì thì cứ nói, đừng ngại. Trường Ninh sư thái ngẫm nghĩ một cát rồi nói, viện của lão phu nhân ở quá mức hiu quạnh, cho nên tai họa mới xâm nhập vào thân thể, trong đạo Phật có nhân quả luân hồi, mọi chuyện đều có hồi báo. Nói rồi, bà ta nhìn Lâm Di, cho nên kinh phật mới khuyên người hướng thiện từ bi với vạn vật lời này là có ý gì trước tiên là nói viện của lão phu nhân quạnh quẽ còn nói nhà phật khuyên người hướng thiện đây là muốn ám chỉ nàng bất hiếu với lão phu nhân hay sao lầm gì không nói không rằng đôi mắt trong veo nhìn trường ninh sư thái sư thái đây là nghe lời ai rồi nói người xuất gia không nói dối nếu ta đã mời sư thái tới đây thì cũng coi như có một mối duyên xin người nói cho rõ ràng tín thân vương phủ và kính quận vương phủ muốn lợi dụng trường ninh sư thái nàng sẽ tương kế tựu kế cho mọi người nhìn rõ ràng chuyện này có ai âm thầm sắp đặt quất hồng đưa cá bùa của trường ninh sư thái vào tam tiến viện thân ma ma còn chưa kịp đặt dưới giường lão phu nhân đã nghe thấy nha hoàn bên ngoài hồ cùng ma ma tới thân ma ma giao cả bùa cho nha hoàn bên cạnh tiến lên đón cùng ma hành lễ với chu lão phu nhân thân ma ma nói Quận Vương Phi còn gì căn dặn sao à? Cùng Mama mím cười, thật bất ngờ à? Quận Vương Phi bảo nô tỳ lấy lá bùa về, nói phải đổi sang một cá bùa khác. Còn có chuyện đổi bùa nữa sao? Thân Mama cập tức ngẩn người, cát sau mới quay đầu nhìn chu lão phu nhân nằm trên giường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, mươi 329, Điểm Rùi. Cùng Mama kiên nhẫn đứng đợi với một nụ cười rất hòa ái ánh mắt của thân ma ma lóe lên, có phải có chỗ nào không ổn không? Cùng ma ma cung kính nói, quận Vương Phi có nói với ta rằng cũng có thể là do trường ninh sư thái đưa sai. Chỉ lấy bùa về thôi, còn lại thì không biết. Thân ma ma lấy bùa tới cho cùng ma ma. Cùng ma ma hành lễ với chu lão phu nhân rồi mới lui xuống. Thân ma ma vội vàng sai người đi hỏi thăm, rất nhanh sau đó tin tức được truyền tới tay chu lão phu nhân, bà tử canh cửa đứng kể sinh động như thật không biết đến cùng là trường ninh sư thái đã nói với quận vương phi cái gì mà hai người cãi nhau ở trong phòng quận vương phi tranh luận phật pháp với trường ninh sư thái trường ninh sư thái nói là đến cùng thiện ác cũng có quả báo phải làm nhiều việc thiện thì mới tích phục được còn nhắc đến hiếu kinh bảo quận vương phi phải hiểu kính lão phu nhân thân ma ma vừa mừng vừa sợ bà ta quay đầu lại nhìn chu lão phu nhân Mặc dù chu lão phu nhân không thể hiện cảm xúc vui buồn nhưng về mặt của bà ta đã tốt hơn trước. Bà từ đó nói tiếp, quận Vương Phi không nói gì thêm. Có vãn bối nhà nào không muốn hiếu thuận trưởng bối đầu, ai cũng hiểu đạo lý chăm sự lây hiểu làm đầu. Cho dù quận Vương Phi muốn thế nào đi nữa thì cũng không thể không quan tâm lão phu nhân. Thân ma ma nhìn bà từ kia một cái. Bà từ đó biết mình nói sai nên vội vàng ngậm miệng hành lễ với chu lão phu nhân rồi lui xuống trong phòng không có người ngoài nên thân mama đi đến bên chu lão phu nhân rồi nói nhỏ nô tỳ đã theo sự sai bảo của lão phu nhân nói với trường ninh sư thái để trường ninh sư thái cẩn thận một chút quận vương phi vốn chẳng tin những thứ này trong nhà chúng ta cũng chưa từng khám bệnh như thế cũng chưa từng dùng bùa sao hôm nay lại gọi sư thái tới chứ nếu là trường ninh sư thái đưa bùa rồi nhưng bệnh của lão phu nhân vẫn chưa tốt thì quận vương phi liền có thể bịa đặt trắng trợn sao mà trường ninh sư thái không hiểu rõ ý trong lời nói của bà ta được lúc này cho dù là ai thì cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế để bảo vệ mình huống chi trước đó còn có tín thân vương phi giúp đỡ chu lão phu nhân nói lâm di sai người lấy bùa đi là không chịu tin lời nói của trường ninh sư thái thân ma ma gật đầu chắc là như thế trong kinh cũng có khá nhiều nữ quyến tin vào trường ninh sư thái. Nữ giới tôn thất còn sao chép kinh Phật để tận hiếu với Thái hậu nương nương, mấy chuyện này đều do trường ninh sư thái sắp xếp. Nếu như trường ninh sư thái là kẻ lừa đảo thì chẳng phải là những việc mọi người làm đều là dã chàng xe cát cả à. Bây giờ hoàng thượng đang mắc kẹt giữa thái hậu nương nương và hoàng hậu nương nương, lâm di vì nhà mẹ đẻ của mình mà đưa tay giúp đỡ hoàng hậu, chẳng tiếc làm mích lòng nhiều người nàng cũng chẳng cần nhắc đến chuyện lỡ hoàng thượng không lập nhị vương gia là thái tử thì khang quận vương phủ có thể thoát thân an toàn hay không chu lão phu nhân thở dài đã gả vào tôn thất thì mọi chuyện đều phải lấy tôn thất doanh làm đầu cứ suốt ngày nghĩ cho nhà mẹ đẻ mê hoặc nguyên triệt mặc dù ta đã già rồi phụ thuộc vào nàng không có kết quả tốt nhưng cũng chưa chắc nàng có thể che chở nhà mẹ đẻ của mình bình an vành mắt thân ma ma đỏ lên lão phu nhân đừng nói thế trước giờ người vẫn rất khỏe mạnh nếu không phải là vì đại lão ra nên mới yếu đi sau này nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt chắc chắn ta còn có thể làm sao chứ chu lão phu nhân mở to mắt mim cười ta nuốt không trôi cục tức này từ khi ta gã đến nơi này vẫn luôn cực khổ hầu hạ ông ta vậy mà cuối cùng lại rơi vào tình cảnh như bây giờ lúc trẻ ta còn để ý còn đau lòng lén trốn đi khóc sợ bị hạ nhân nhìn thấy còn nghĩ ông ta có tình cảm với mình nhưng trước khi ông ta chết người cũng thấy rồi đó nếu như không tận mắt nhìn thấy bọn họ rót đài thì mai sau ta chết đi sao có thể mang tin tức này xuống cho ông ta chứ ta chết rồi thì không sợ ông ta có chứa chấp ta không nữa rồi thân ma ma nghe thế thì rơi nước mắt người chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi sau này đại gia thành thân còn được hưởng phúc từ đại đồng đường chu lão phu nhân xua tay nói con trai ruột của ta không có tiền đồ, lại còn kiên quyết nâng đỡ con hoang. Nếu như ta có thể xả được cục tức này thì muốn ta bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục cũng được. thân ma ma che mặt khóc nấc lên. Ban đêm hồ đào tìm tiểu nha hoàn đi bảy mâm trái cây, vừa tiến vào phòng của Lộc Đinh thì đã nghe mấy tiểu nha đầu bàn luận chuyện trường ninh sư thái thất lễ. Một người xuất gia như bà ta sao lại tùy tiện thế chứ, lại còn dám làm mít lòng quận Vương Phi nếu như cởi áo tăng ra thì chẳng phải con định cầm dao dùng cái chết để đe dọa à nói tới đây thì mọi người lại bắt đầu nói rất nhiều phủ trong tôn thất doanh mời trường ninh sư thái về trị bệnh nếu như bùa có thể chữa trăm bệnh thì sao triều đình lại lập thái y viện mà không phải thờ phụng những sự tăng đó chứ có người nói sao lại không có chẳng phải là có thượng thanh viện đấy ư vừa dứt lời thì mọi người lại ồn ào lên hồ đào càng nghe càng không chịu được nàng họ một cái rồi vén rèm lên mấy tiểu nha hoàn ngập miệng ngay lập tức tất cả đều đứng lên hành lễ với hồ đào hồ đào nhìn chằm chằm mấy tiểu nha hoàn mấy nàng đều xấu hổ cúi đầu quận vương ra về rồi tới hầu hạ nhanh lên mấy tiểu nha hoàn thưa vắng rồi lần lượt đi ra ngoài nên bầy bàn thì bầy bàn nên bưng nước thì bưng nước loay hoay một lúc lâu Tới khi Chu Thập Cửu và Lâm Di ăn cơm xong vào phòng trong nói chuyện thì trong phòng mới yên tĩnh lại. Lâm Di chỉnh lại tay áo cho Chu Thập Cửu, chàng nói, hai ngày nay hy tần nương nương trong cung triệu trường ninh sư thái giảng pháp. Lâm Di dừng tay lại, nói chuyện hôm nay cãi nhau với trường ninh sư thái cho Chu Thập Cửu nghe, hôm nay chuyện này đã truyền ra ngoài rồi. Lúc trường ninh sư thái vào cung giảng pháp thì chắc chắn nương nương trong cung sẽ hỏi cho dù không hỏi thì cũng sẽ có người nói cho nghe. Lúc xây kim tháp thì phủ khang quận vương chi bỏ ra mấy trăm lượng, cộng thêm cần này nàng gần như đã đuổi trường ninh sư thái ra khỏi phủ, làm mít lòng những tâm phúc bên người thái hậu nương nương trước khi người hoàng. Chu thập cửu nói, mấy ngày nay phải chuẩn bị cho tốt, nói không chừng nàng sẽ bị triệu tiền cung. Nàng biết chứ. Sắp xếp nhiều chuyện như thế chính là vì đợi đến lúc tiến cung nói chuyện trước mặt hoàng hậu nương nương. Mặc dù cười nói của một phụ nhân trong nội trạch cũng chẳng có trọng lượng lắm, nhưng có mấy cầu bắt buộc phải do nàng nói ra. Lâm Di nói, nếu là thành công thì Trường Ninh Sư Thái sẽ mắc tội gì? Viết bùa không bằng vu cổ, nhưng dù sao thì cũng là tội lớn gây dao động xã tắc. Trái lại, nếu như Hoàng thượng trách tội phủ khang quận vương, chụp tội danh bất hiểu thì đừng nói là tiền đồ của chu thập cửu tan tành mà cả tước vị cũng chưa chắc đã giữ được lúc này thì ai cũng phải cầm đao kiểm vượt trông gai. Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Thập Cửu. Đừng sợ, Chu Thập Cửu nói khẽ, tất cả đã có ta, cho dù kết quả như thế nào thì ta đều sẽ tìm cách bảo vệ chúng ta bình an. Lâm Di dựa vào vai của Chu Thập Cửu, cho dù kết quả như thế nào thì nàng cũng tin rằng Chu Thập Cửu sẽ có cách để thoát thân nhưng chỉ là mỗi khi nghĩ đến sự bảo vệ của hoàng hậu nương nương đối với nàng thì lòng nàng sẽ không yên gà gà theo gà gà chó theo chó bây giờ cha đã thoát thân được rồi nàng cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa nếu như chu thập cửu ủng hộ tam vương gia thì nàng cũng sẽ làm theo ý của chàng tin tức của thuyền buôn đã vào kinh rồi trong nha môn có động tĩnh gì không chu thập cửu nói đã có quan văn vạch tội võ tướng chúng ta kích động hoàng thượng lập hải quân mở lệnh cấm biển, khiến cho nền tảng quốc gia bị giao động. Bên khoa đạo cũng ổn, người tiếp nhận công việc của nhạc phụ là Lưu Thừa Đãi, làm người cũng ổn trọng, trên chiều cũng chẳng nói lời nào. Nếu như là cha thì chắc chắn đã sớm không nhịn được nữa, chẳng trách Tam Vương gia muốn xếp Lưu Thừa Đãi tiếp quản khoa đạo. Chu Thập Cửu nói, ta đang để cho người nghe ngóng tin tức thật sự của thuyền buôn lâm di im lặng nghe chu thập cửu nói ta biết vị tướng quân nhận lệnh đưa thuyền buôn ra biển có quan hệ với phe cánh của hoàng hậu nương nương trước khi thuyền buôn ra biển thì phe hoàng hậu nương nương đã có chuẩn bị rồi nếu như nhị vương gia được lập làm thái tử thì không nói làm gì còn nếu không thì trước khi thuyền buôn vào kinh chắc chắn sẽ có sự sắp xếp khác lâm di thoáng hiểu ý của chu thập cửu chu thập cửu kiên nhẫn giải thích cho nàng nếu như thuyền buôn có thể thuận lợi vào kinh thì sẽ chẳng tranh chấp như bây giờ. Đúng lúc thuyền buôn gặp nạn nên phe ngũ vương gia mới có cảm giác đây là thời cơ lật lại ván cơ. Hoàng thượng thích ngũ vương gia, nếu như muốn để cho hoàng thượng quyết định lập nhị vương gia là thái tử thì phải khiến cho ngũ vương gia phạm sai lầm. Vậy nên lần này hẳn là cạm bẫy mà phe của hoàng hậu bày ra để gài phe của ngũ vương gia. Nhưng gì sao thì thuyền buôn đang ở trên biển, đến cùng thì cũng chẳng ai biết là thật hay giả tam vương gia chen chân vào tìm cách ngăn chặn phe của ngũ vương gia thể mới có thể để cho thể lực của nhị vương gia và ngũ vương gia ngang nhau chi khi thể lực của hai kẻ địch ngang nhau thì họ mới có thể đánh nhau đến nỗi người chết ta sống chính sự tàn ác hơn bất cứ thứ gì qua mấy ngày nữa là đến lập thu nữ giới tôn thất phải vào cung các loại điểm tâm lâm di và mấy tổn thất phụ vừa nói chuyện vừa đặt điểm tâm mình mang tới ở bàn trong nội điện cảnh nhân cung Cung nhân kiểm tra điểm tâm được mang tới rồi chọn những điểm tâm đẹp mắt nhất đưa tới chỗ hoàng hậu nương nương hiền quận vương phi và tường thị kéo lâm di tới bên cạnh nói chuyện hiền quận vương phi nói nghe nói trường ninh sư thái đã chữa khỏi bệnh của hy tần nương nương bây giờ mấy vị thái phi bên tử ninh cung đều đang mời trường ninh sư thái sang nói chuyện nàng nói đến đây lại nhìn về phía lâm di với vẻ lo lắng ngươi phải cẩn thận một chút bây giờ đang chuẩn bị tết trung nguyên khó tránh sẽ có mấy tin đồn tết trung nguyên là lễ vu lan của phật giáo và hội quan trai của đạo giáo lúc này nhà ai cũng sẽ dâng hương làm phép trong cung cũng mời phổ viễn đại sư niệm kinh cầu phúc cho thái hậu nương nuông tết trung nguyên cũng là lễ hiểu kính người thân năm ngoái đã có tin đồn rằng nàng bất kính với trưởng bối năm nay nàng lại đuổi trường ninh sư thái gia khỏi phù làm cho tin đồn càng lớn thêm. Mọi người ngồi trong chính điện một lúc để chờ bái kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương bảo họ ở lại ban thường gia yến. Lúc sắp khai tiệc mà hoàng thượng vẫn chưa đến, hoàng hậu sai bảo cung nhân khai tiệc. Mọi người mặt ngoài thì ngoan ngoãn, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, sau lưng lại âm thầm bàn tán. Thuyền buôn không về đúng hạn, trên chiều đang hỗn loạn, hoàng thượng ngồi trong thư phòng cả ngày để xử lý chính sự, ngay cả gia yến cũng chẳng có thời gian tới dự. Sau khi ăn xong thì hoàng hậu nương nương bắt đầu gặp riêng nữ quyến, mọi người ra ra vào vào nội điện, bắt đầu có các loại tin tức được truyền ra. Tưởng thị đứng dậy đi một vòng rồi quay tại bên cạnh lâm di, nghe nói hôm nay phổ viễn đại sư dâng hương cầu phúc, ai ngờ cây hương đó tại cháy từ dưới lên, đây là điểm không may. Lâm di tiếc qua nội điện, chẳng trách vừa nãy sắc mặt của hoàng hậu nương nương không được tốt. Gần tới Tết Trung Nguyên rồi, cúc này thì chuyện dâng hương rất quan trọng. Xảy ra chuyện như thế này thì cho dù là ai cũng sẽ hoảng sợ. chương 330, Đấu Pháp Mọi người đang nói chuyện thì hoàng hậu Nương nương sai công nhân dẫn những mệnh phụ đã được triệu kiến ngoài hậu hoa viên đi rào. Một lúc sau thì trong đại điển chỉ còn có 5-6 người. Mọi người nhìn nhau rồi lịch sự chào hỏi, sau đó lại cúi đầu nói nhỏ với người bên cạnh những người ở lại đều khá nhỏ trong nội điện chỉ còn vài người nên tiếng nói trở nên rất rõ mọi người không thể tiếp tục làm càn mà túm tụm vào một chỗ nữa may là thời gian trôi qua khá là nhanh lâm di là người cuối cùng bị gọi vào trong phòng hoàng hậu nương nương vịn gối tròn bằng gấm đỏ theo phượng hoàng bà nhìn lâm di hành lễ rồi mỉm cười bảo nữ quan ban ngồi hoàng hậu nhìn lâm di từ trên xuống dưới rồi nói sinh con rồi mà sao vẫn còn mảnh mai thế lâm di trả lời thần thiếp giống mẹ lão thái thái nói như thế tiêu thị cho dù có làm cách nào thì cũng không thể nở nang ra được hoàng hậu gật đầu hải từ thế nào rồi nghe nói hoàng thượng ban cho chữ huy nụ cười trên mặt hoàng hậu càng thêm rực rỡ tên rất hay phải biết rằng trong tôn thất doanh đã dùng rất nhiều chữ tốt rồi muốn tìm một chữ vừa nghe hoay lại vừa mang ý nghĩa tốt cũng không dễ dàng gì. Những hài tử sinh muộn hơn Huy Ca dùng chữ Xuân. Vĩnh Xuân, dùng làm tên của nữ hài thì còn được, nhưng dùng làm tên của nam hài thì nghe cứ là lả. Lâm Di đứng dậy tạ ơn, nếu như không phải là Hoàng hậu nương nương ban thường nữ quan giúp đỡ thì mẹ con thần thiếp chưa chắc đã được bình an. Nghe thể thì mắt phượng của Hoàng hậu nương nương nhếch lên, là do ngươi có phúc khí nên mới vượt qua được. Bà dừng một lúc rồi nói tiếp, ta nghe nói là nhân ngữ thu thi châm giúp người cầm máu. Lầm gì không dám giấu giếm, có một vị tiên sinh tên là Trương Phong Tử đã dạy phương pháp cầm máu cho nhân tiên sinh. Hoàng hậu đã nghe chuyện của Trương Phong Tử từ trước rồi, nay đã nhắc tới thì phải hỏi cho rõ ràng. Mọi người đều nói Trương Phong Tử học yêu thuật từ tu sĩ ngoại bang, người đã tự mình trải nghiệm rồi thì thấy có đúng thể không? Trương Phong Tử vì tội này nên mới bị tống giam, Lâm Di nghe thể thì thẳng lưng bầm. Theo thần thiếp thì thuật châm cứu đã được ghi chép từ trước ở trong bệnh năng luận và sư ký. Trước đây cũng có thể thấy trong Hoàng đế nội kinh, hoàn toàn không phải là yêu thuật của tu sĩ ngoại bang. Sau khi nhân tiên sinh châm cứu cho thần thiếp thì còn kê một đơn thuốc theo lời của Trương Phong Tử nữa, kết hợp cả trong lẫn ngoài như thế mới có thể khỏi hẳn. Hoàng hậu nghe thấy thể thì cầm chén trà màu hoa sen được đặt trên bàn thấp lên nhấp một ngụm, rồi ngước đôi mắt trong trèo của mình lên nhìn về phía Lâm Di, người biết trước rằng bàn cũng sẽ hỏi chuyện của Trương Phong Tử nên đã sớm nghĩ kỹ nên biện minh cho hắn ta như thế nào rồi đúng không? Ánh mắt của bà rất thâm thủy, lần đầu tiên bản cũng thấy ngươi là đã biết ngươi là một người rất thông minh lanh lợi. Chi là người vẫn còn trẻ, không tránh được sẽ chủ quan quá mức. Phải suy nghĩ thật kỹ điều gì nên nói điều gì không nên nói, miễn cho nói sai mà rước họa vào thân. Hoàng hậu đang khuyên bảo nàng không nên có quá nhiều tâm tư. Trước nay hoàng hậu có tiếng là hòa ái, có thể nói thẳng mà khuyên răn nàng đã là nghiêm khắc lắm rồi. Nàng có nên nói thêm về chuyện của Trương Phong Tử không? Nếu nói quá nhiều thì chỉ sợ hoàng hậu nương nương sẽ bảo nàng lui ra ngay lập tức. Mặc dù đã tới lập thu nhưng vẫn không có gió, cổ áo của Lâm Di đã ướt nhẹp mồ hôi. Lần này nàng tiến cung còn có một chuyện quan trọng hơn cần làm chỉ cần đi nhầm một bước thôi thì rất phi công lâm di im lặng nghe những âm thanh trong nội điện hoàng hậu nương nương nói thế thì chắc chắn có ý riêng của bà lâm di nghiêm túc tại vội vàng đứng lên rồi quỳ xuống lâm di hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại rồi nắm chặt nắm đấm giả vờ như mình đang rất căng thẳng hoàng hậu nương nương răn dậy đúng lắm đúng là thần thiếp muốn nói giúp cho trương phong tử bởi vì thần thiếp chịu ơn của hắn nên mới tự quyết như thế, nếu như có cơ hội thì tất nhiên sẽ ăn ngay nói thật. Vừa rồi thần thiếp nghe hoàng hậu nương nương hỏi mà mừng thầm, một là có thể tận chung, hai là có thể thỏa tâm nguyện trả lại ân tình, nên đã nói hơi nhiều. Hộ giáp hoa mẫu đơn của hoàng hậu khẽ động, lâm di lại củi đầu thấp hơn một chút. Người cũng không giấu giếm bản cung, hoàng hậu thở dài một hơi rồi nói tiếp, đứng dậy đi lúc này Lâm Di mới chậm rãi đứng dậy rồi lui sang một bên. Vẻ mặt của Hoàng hậu rất trang trọng nên chẳng hề nhìn ra được vui hay buồn, ngươi có nhớ phương thuốc của Trương Phong Tử không? Lâm Di vội nói, thần thiếp nhớ, viết ra đi, hôm sau bàn cũng sẽ để thái y viện nghiên cứu. Để xem có đúng là Trương Phong Tử không dùng manh khóe của tu sĩ ngoại bang như lời người nói không? Lâm Di thầm thở phào, bản án của Trương Phong Tử đã để đó mấy tháng. Bây giờ trong chiều đang tranh luận chuyện cấm biển nên là lúc tốt nhất để nhắc đến chuyện này. Vừa nãy Hoàng hậu nương nương khuyến bảo nàng là để cho những nội gián kia nhìn, để cho người ta biết rằng nàng không thông đồng trước với Hoàng hậu. Cung nhân chuẩn bị đầy đủ giấy bút rồi Lâm Di đi qua viết đơn thuốc ra. Lúc nàng nhấc bút lên thì tay run một cái làm mực nhỏ lên giấy, Lâm Di nhìn về phía nữ quan đứng bên cạnh với vẻ áy náy, nữ quan gật đầu rồi đổi một tờ giấy khác cho nàng lâm di cố tình viết sai thêm một lần nữa rồi mới chỉnh phương thuốc lên hoàng hậu chỉ liếc qua một cái rồi bảo nữ quan cất phương thuốc đi nữ quyến đi đâu cả rồi hoàng hậu hỏi nữ quan đứng cạnh vội vàng thưa đều trong ngự hoa viên cả hoàng hậu gật đầu rồi nhìn về phía lâm di cùng bản cung đi một chút lâm di hành lễ thưa vắng rồi đi tới bên cạnh hoàng hậu đi ra khỏi cảnh nhân cung rồi đi về phía đông là hoa viên nhỏ của nội cung mạnh phụ đều đang tụ tập ở đó nói chuyện. Nữ quan đứng cạnh bẩm báo, Phượng Nghị Định đã được sắp xếp xong rồi, nương nương qua đó ngồi một lát đi à. Phượng Nghị Đình là nơi hoàng thượng đặc biệt xây cho hoàng hậu sau đại hôn. Vốn chỉ là một đình nhỏ có cấu trúc bát giác mà thôi, sau này phá đi làm lại trên đình là đầu phượng, xung quanh là cửa sổ khắc họa có thể tháo ra. Đến mùa hè thì gỡ cửa sổ xuống rồi thay bằng rèm, lúc gió thổi qua thì tựa như một con phượng hoàng đang bay lượn vậy bởi thế lấy tên là phượng nghị đình mọi người đều bảo ngươi theo thùa rất tỉ mi quần áo của khang quận vương hay có một vài hoa văn rất độc đáo lần trước huệ hòa quận chúa có tiến công nói với ta ta nhìn những đường kim mũi chỉ ấy làm rất tốt còn tinh xảo hơn những gì phủ nội vụ cung cấp lâm di cúi đầu nói chỉ là vài chi tiết bình thường thôi ạ à? lúc ở phúc ninh thần thiếp có thấy tú nương làm rồi về sửa lại mọi người cảm thấy độc đáo là bởi vì trước kia không ai làm nghiên cứu các nút thắt tỉ mỉ cả cũng chỉ là nhìn thì đẹp mà chẳng có tác dụng gì mà thôi lại còn khó cài bỏ ở ống tay áo để tô điểm thì được hoàng hậu nương nương gật đầu rồi tỏ vẻ như đang suy nghĩ cẩn thận điều gì đó lúc bản cung còn trẻ cũng thích mày mò tỉ muội trong tộc không ít trong kinh còn có mấy bằng hữu thân thiết Lúc mọi người tập trung một chỗ thì luôn muốn bản thân mình nổi bật, nên đành nghiên cứu các loại nốt thắt. Hoàng hậu nhớ tới những ngày tháng thoải mái lúc trước, chỉ chớp mắt mà những người bên cạnh bà đều đã không ở đây nữa. Bà làm hoàng hậu chẳng những không đem lại lợi cho bọn họ mà còn liên lụy họ. Nếu không phải là Huệ phi được thái hậu xem trọng đau chân trước khi đại tuyển thì chẳng đến phiên bà làm hoàng hậu. Tất cả mọi người đều nói rằng mệnh cách của bà rất quý, đó chính là ý trời. Bây giờ nghĩ lại, bà tình nguyện đối với Huệ Phi, cho dù có là một quý nhân vô danh trong hậu cung này rồi cô đơn khi về già còn hơn là khiến người nhà mất mạng. Hoàng hậu nghĩ đến đây rồi cúi đầu nhìn Phượng Hoàng được thêu trên giày mình, khóe miệng của bà nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt. Khí phách của thuở thiếu thời cuối cùng vẫn không địch lại được năm tháng dài đằng đẵng. Hoàng thượng thay đổi, bà cũng đã thay đổi. Bà chẳng thể trách hoàng thượng bạc tình, hoàng thượng cũng không nên trách bà tính toán vì bản thân lâm di cùng hoàng hậu đi dạo một cơn gió thổi qua đem lại sự mát mẻ bỗng nghe được tiếng tranh chấp ở nơi không xa hoàng hậu nhíu mày nữ quan bên cạnh lập tức cất tiếng hỏi là ai ở đâu thế có mấy cũng nhấn đi từ góc khuất ra tiếp theo đó là một mệnh phụ mang trang phục màu hồng thiêu hoa lâm di vội vàng cúi đầu hành lễ người đó không lo được gì khác mà đi lên thỉnh an hoàng hậu nương nương. Lệ tần không ở trong cung nghỉ ngơi mà sao lại ra đây? Vẻ mặt của hoàng hậu rất bình thản, giọng nói uy nghiêm. Lệ tần sợ hãi, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì mà đứng thẳng tưng lên rồi quỳ xuống trước mặt hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, người mau cứu hải tử trong bụng thần thiếp đi. Cho dù bắt thân thiếp làm châu làm ngựa để báo đáp cũng được. Mấy câu này rất thường thấy trong nội trạch, trước giờ thiếp thất luôn cầu xin chính thất như thế nhất là dáng vẻ của lệ tân trông rất điềm đạm đáng yêu cho dù ai nhìn thấy thì cũng không khỏi thương xót không phải là thái y viện đã trần trị rồi à chỉ cần người uống thuốc đúng giờ dễ sinh đẻ thì tự nhiên sẽ tất cả thôi hoàng hậu nói rồi nhìn về phía nữ quan bên cạnh lệ tân nếu như người hầu kẻ hạ không đủ thì bàn cũng sẽ phải thêm mấy người cho ngươi nữ quan bị dọa đến nỗi run chân mà quỳ xuống Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không khuyên được chủ tử, nô tỳ không dám cản chủ tử. Lệ Tần thừa dịp này mà quay ngang quay ngửa không biết là đang tìm ai, hoàng hậu lại làm như không thấy, cũng chẳng sai người đỡ kệ Tần lên mà chỉ thở dài rồi cúi đầu nhìn Lệ Tần, đến cùng là người muốn bản cung làm thế nào. Dường như kệ Tần đã thấy được hy vọng, nàng ta vội vàng nói, nô tỳ nghe nói làm pháp sự có thể cầu phúc cho hài tử cũng sắp đến Tết Trung Nguyên rồi, đây là lúc linh nghiệm nhất, trong Tôn Thất doanh cũng có người làm thế để bảo vệ hài tử. Nàng ta nói xong rồi nhìn về phía Lâm Di, giờ nàng ta mới nhớ ra Lâm Di là nữ giới Tôn Thất nên lập tức cầu xin nàng, chính là trưởng Ninh sư Thái lần trước trị khỏi bệnh cho hy Tân Tì Tì. Lâm Di nghe nhắc tới trưởng Ninh sư Thái thì con ngươi co lại, nàng tránh ánh nhìn chằm chằm của Lệ Tần, lại còn vô thức lùi về sau mấy bước hoàng hậu chú ý tới sự khác thường của lâm di trầm ngâm một lát rồi sai người đỡ kệ tần dậy ngươi về nghỉ ngơi đi ta hỏi thăm tình hình rồi tự có suy tính riêng lệ tàn vẫn không chịu đi nữ quan đi qua nhỏ nhẹ khuyên bảo nương nương người đừng hành xử hồ đồ cẩn thận tổn thương tới long thai lệ tần nghe thế thì mới chịu đi hoàng hậu chờ đám người lệ tần đi xa thì mới vào phượng nghị định ngồi xuống lâm di đứng ở bên cạnh chẳng dám nói lời nào một cúc câu sau hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Di rồi nói, nơi này không có người ngoài, có gì thì cứ nói đi. Lâm Di quỷ xuống rồi cúi đầu thưa, thần thiếp không dám nói tung tung. Hoàng hậu bảo, cứ nói đi. Lâm Di mím môi, thần thiếp cũng từng mời trường Ninh Sư Thái về chữa bệnh cho lão phu nhân. Thần thiếp cảm thấy trường Ninh Sư Thái có ý đồ khác, không thể tin. Hoàng hậu nghe thể thì rất kinh ngạc. Phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn